bí ẩn về chiếc máy bay mất tích mang số hiệu 370 của Malaysia Airlines cuối cùng cũng được giải đáp và vị trí của nó đã được xác định, các chuyên gia tuyên bố. Một nhóm các chuyên gia hàng không đang chuẩn bị tiết lộ những thông tin có được từ cuộc điều tra lớn nhằm xác định vị trí của chiếc máy bay mất tích hồi tháng 3 năm 2014. Nhật báo Ngôi Sao của Anh đưa tin, máy bay mang số hiệu 370 của Malaysia Airlines mất tích cùng 239 hành khách và phi hành đoàn khi đang đi từ Bắc Kinh, Trung Quốc, tới Kuala Lumpur, Malaysia. Vô số chiến dịch tìm kiếm máy bay này đã được tiến hành nhưng đều không có manh mối nào về số phận của nó. 390 m², đồng thời tòa cũng buộc ông Mãi phải có trách nhiệm trả cho phía bà Bông số tiền 39. Ông Giang Xe và một nhóm chuyên gia, gồm cả chuyên gia về an toàn hàng không nổi tiếng cơ trưởng Dâu Cốc và Martin Dolan đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Australia khi 370 mất tích, đã tập trung vào bằng chứng rằng 370 biến mất chính là hành động giết người hàng loạt. Luật sư Dâu Đa Sôn cho hay, trong vụ 370, viên phi công đó thường xuyên bay chặn Malaysia, Bắc Kinh và ngược lại, đã điều khiển máy bay quay đầu. Trong vụ việc này, rõ ràng là có sự dính líu của một trong số các thành viên phi hành đoàn. Máy bay có lẽ đã bị giảm áp, hành khách bị ngạt đó chính là hành động giết người có tính toán. Không thể tìm thấy các thi thể. Phi công đồng thời là người hướng dẫn bay Boeing 777 Simon Hadi cho biết. Án đấu của cờ. Ronaldo làm ra không đủ bán theo tiết lộ của tờ Football, án đấu của cờ. Hiện tại, Juventus vẫn nhận được 55.000 đơn đặt hàng từ những người hâm mộ. Con số này tiếp tục tăng trong thời gian tới. Lúc lại đi ở không phận Malaysia để tránh bị quân đội hai nước này phát hiện. Nếu tôi được giao làm việc đó và cố để một chiếc 777 biến mất, tôi sẽ làm chính xác như vậy, phi công trên cho hay. Ronaldo trước mùa giải mới. Tính tới thời điểm này, Juventus được ước tính kiếm được 6,5 triệu euro từ việc bán án đấu cờ. Cristine Neroni, một chuyên gia hàng không hàng đầu vừa bác bỏ giả thuyết phi công 370 cố tình hạ cánh máy bay xuống biển của nhà điều tra tai nạn máy bay người Canada Larry Yangse và chỉ ra bằng chứng trong các bức ảnh. Hồi đầu tháng, Yangse nói trong chương trình 60 phút của Úc rằng phi công Yaharai Amasa đã lái máy bay tuệch hướng để tự sát tập thể cùng 238 người khác trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Yangse nói, phi công đang cố tự sát, không may, anh ta giết tất cả người khác trên máy bay, và anh ta cố tình làm điều đó. Và trong cuốn sách mới của mình 370, bí ẩn được giải mã, Yangse nói bằng chứng cho thấy Sa cố gắng hạ cánh máy bay càng nhẹ càng tốt để tránh tạo các mảnh vỡ những vật thể có thể khiến việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Nhưng chuyên gia Neroni bác bỏ giả thuyết của Yangse, nói rằng chúng thật vô lý và ngớ ngẩn. Neroni nói thêm rằng các bức ảnh chụp lại chứng minh quan điểm của cô. Trong bài viết trên trang web của mình, Neroni chỉ trích Yangse, thưa các bạn, nhờ chương trình 60 phút, phi công Yangse nói cứ như thể anh ta có mặt ở buồng lái vậy. Họ đưa ra những giả thuyết không phải sự thật và dẫn chúng ta đến sự vô lý. Neroni cáo buộc chương trình phát sóng các chi tiết không thuyết phục và vô lý, đặc biệt là chi tiết về cánh tà của máy bay dạt vào bờ biển. Trong chương trình, Yangse nói rằng cánh tà của máy bay mảnh vỡ trôi vào bờ vào năm 2016, cho thấy nó đã được xòm ra. Dấu hiệu của hạ cánh có kiểm soát. Nhưng Neroni cho rằng Yangse nên xem xét lại tuyên bố này khi một cuộc kiểm tra pháp y cho thấy cánh tà rất có khả năng bị rút về, không được xòm ra khi máy bay rơi. Cô trích dẫn một báo cáo tháng 10 năm 2017 của Ủy ban An toàn Giao thông UAS, từ các mảnh vỡ, chúng ta có thể thấy máy bay không được điều khiển để hạ cánh. Phân tích chỉ ra rằng cánh tà nhiều khả năng đang ở trong vị trí rút lại tại thời điểm chúng tách khỏi máy bay. Điều này cho thấy kịch bản hạ cánh có điều khiển là ít khả thi, báo cáo có đoạn viết. Trên trang web của mình, Neroni cũng đăng tải những bức ảnh chụp mảnh vỡ cánh tà của máy bay. Cô nói bức ảnh này cho thấy cánh tà không hề được xòm ra. Bên cạnh đó, Neroni còn đăng ảnh so sánh sự khác biệt của cánh tà máy bay lúc được mở và lúc không được mở. Nhận định của Neroni được ủng hộ bởi giám đốc tìm kiếm 370 ở AS, ông Peter Foley. Nếu máy bay được kiểm soát ở lúc cuối, rõ ràng nó không được kiểm soát thành công. Các cánh tà không được xòm ra, Foley nói. Nhiều cơ quan chính phủ và tư nhân đã tìm kiếm 370 nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ kết quả nào. Tổng cộng có 239 người trên máy bay, bao gồm 153 công dân Trung Quốc, 50 công dân Malaysia và các công dân của Indonesia, Úc, Pháp, Canada, New Zealand, Ấn Độ, Iran, Hà Lan, Nga, Đài Loan, Ukraine.